nơi mà anh ghé qua. Ở bản thân mình như đã cần làm khiến cho mình áp lực. Ở bản thân mình có bao bài học hỏi khi nào vượt bậc. Ở mảnh đất này nơi chỉ có thể khi tụi mình phong cách được. Nhắm mắt lại lắng nghe vẽ khi ta công nhận sáng tạo. Wait, em nói về đây, nói về đây, giờ làm sao? Em vui mừng từ vùng cao. Em biết gì về, biết gì về chuyện tình yêu. Em muốn được gì? Em muốn đâu thấy đâu có trong một hai ngày được. The only thing that I need is your loyalty. So baby please, tell me do you really need me? Baby baby muốn sao đây, muốn sao đây baby. Muốn sao đây, yêu yêu không yêu nào mà là tính sao đây baby. Tính sao đây, yêu yêu không yêu nào mà là yêu. Tôi là luôn cái xe máy để ra từ cầm đầu thì sao. Xuất phát từ đường phố là vì vậy luôn cố gắng đọc sách và ngoại giao. Luôn cảm thông và đồng cảm với như có hoàn cảnh khó khăn tương tự. Anh lo chinh phục và mở rộng đường tưởng quên mất mà không phải tương tư. Mở mắt, tắt máy, bạn em xin cùng gọi nhớ. Về nhà, cất xe, ăn cơm tắm có phim mỹ đen. Có tin nhắn em nói đã quên, có hình ảnh từ lúc mới quen. Trên đường vắng em không nhớ tên, buồn lời nói em không muốn bên. Em nói về ra, nói về ra, để làm sao em woman. Từ vùng cao em biết gì về, biết gì về chuyện tình yêu. Em muốn được gì, muốn được ở nhà lộc cao. Em kiếm tìm gì từ cuộc chơi. Thôi nên kiếm tiền về for the bro. Just let me know. Baby baby muốn sao đây, muốn sao đây baby. Muốn sao đây, yêu thì yêu không yêu nào một lần. Tính sao đây, tính sao đây baby. Tính sao đây, everybody yêu thì yêu không yêu nào một lần. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. 20 giờ xem gì trên Vie Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa 5. Thứ bảy, Giải cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng VieON.